Thưa sư, cứu cánh rốt ráo của việc tu tập là đạt đến Niết Bàn, cắt đứt triệt để sự máu lệ triền miên trong vòng sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không quay lại tam giới này nữa. Nhưng có ý kiến rằng tu hành cực khổ để rồi cuối cùng cũng tan biến, không còn gì hết, vậy tu chi cho mệt vậy? Sư cho con hỏi dùng lý lẽ nào để bác bỏ quan điểm này, và sư cho xin tên bài kinh mà Đức Thế Tôn hoặc Ngài Nagasena giảng giải về vấn đề này. Sư không nhớ là cụ thể ở cái bài kinh nào. Nhưng mà ngài trong kinh Milanabandha thì nhớ coi, nó cũng không có cái rõ ràng, nó cũng không có một cái câu trả lời câu hỏi rõ ràng cho cái vấn đề này. Nhưng mà cái vấn đề nó như thế này nè, trong nhiều bài kinh ấy Đức Phật nói là chừng nào mà còn có tham ái thì chừng đó chúng sanh còn khổ trong luân hồi. Nhiều bài kinh lắm, Tăng Chi, Tương Ưng đều có. Chừng nào mà mình có tham ái đấy thì chừng đó cái tham ái đó nó sẽ dẫn chúng sanh đi luân hồi, mà chừng nào chúng sanh còn luân hồi thì khi đó chúng sanh không tránh khỏi già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Đấy. Cho nên ấy, tham ái là cái cần phải dứt bỏ. Quan trọng là chúng ta có đồng ý cái chuyện đó hay không đã. Ừ. Chúng ta cần phải đồng ý đó là chúng ta phải tránh, phải bỏ đi những cái khổ của dòng sanh tử luân hồi là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Quý vị phải đồng ý cái chuyện là mình cần phải chấm dứt cái khổ luân hồi như vậy, cần phải chấm dứt. Thì khi chúng ta đã đồng ý với nhau là cái khổ đó cần phải chấm dứt, thì chúng ta phải đồng ý rằng có một cái trạng thái chấm dứt khổ. Tức là có một trạng thái mà ở đó không còn cái khổ do già, bệnh, chết nữa. Đấy. Và khi chúng ta muốn có được cái trạng thái đó, có muốn có được trạng thái đó, thì chúng ta cần phải thực hành theo bát chánh đạo. Thì suy nghĩ đó, nếu như chúng ta phân tích tứ đế theo cái chiều ngược và cái chiều nghịch của 12 nhân duyên, thì chúng ta có thể giải quyết cái câu trả lời này. Còn cái chuyện mà tan biến mà không còn gì hết ấy, thì đó là do cái sự ảo tưởng, cái sự tưởng tượng của người hoàn toàn chưa có chấm dứt khổ. Khi anh chưa chấm dứt khổ á, thì anh không thể nào anh tưởng tượng được cái cảnh giới mà ở đó không còn khổ cho nên anh mới có những cái suy luận như vậy. Đức Thế Tôn chỉ hướng dẫn chúng sanh làm sao để đi đến cái cứu cánh rốt ráo là không còn khổ nữa thôi. Anh cứ tu, anh thực hành theo bát chánh đạo, chừng nào anh không còn khổ nữa thì anh sẽ thấy cái cảnh giới đó là như thế nào. Còn cái kiểu lý luận đó đó, nó buồn cười, nó giống như là một cái hồi mà sư cái hồi có thời gian hồi nhỏ hồi trước bị ghẻ, cái ghẻ đó gãi, gãi hoặc mình chà sát đó, nó rất là đã ngứa, đã ngứa ghê lắm.
Nhưng mà có một tí xíu thông minh thì phải biết là cái ghẻ đó nó cần phải trị. Mình thì đương nhiên là phải tìm thuốc, mà hồi hồi trước thì bị cái ghẻ đó nó khó trị lắm. Nó tới cái mức độ mà phải mua mua mấy cái thuốc mà nó nóng mà nó rát, mà nó chỉ đơn giản là để cái nóng rát đó đó nó át cái cơn ngứa thôi, mà phải công nhận là ngứa gãi đã ghê lắm. Nhưng mà mình phải biết là cái ghẻ phải bỏ, chứ cái ghẻ là không thể nào mình giữ nó được, mặc dù là gãi nó rất là đã. Nhưng mà phải bỏ. Thì không có lý do gì một người đủ thông minh mà lại nghĩ là trừ ghẻ mà trừ như thế nào đó, nhưng mà phải chừa lại một vài chỗ để tiếp tục gãi cho nó đã ngứa. Thì xin thưa là hình như cái người thông minh họ sẽ không suy nghĩ như vậy. Ghẻ là phải trừ cho hết. Chính vì lý do đó cho nên là đương nhiên là phải sư trừ hết ghẻ rồi. Không lý do gì mình nghĩ là mình, đương nhiên ai cũng công nhận, ghẻ mà gãi rất là đã, nhưng mà phải trừ. Cũng vậy đó, tham ái, cái sự hưởng thụ tham ái đó, nó rất là hạnh phúc. Hạnh phúc chứ, hưởng thụ tham ái, hưởng thụ các dục lạc rất là hạnh phúc. Nhưng mà một người có trí thì phải biết cái hạnh phúc đó nó sẽ dẫn đến khổ, và phải bỏ. Cái người có trí thì họ sẽ không thể nào mà họ đưa ra một cái lý luận là mình phải giữ lại cái tham ái để mình giữ lại một chút xíu cái hạnh phúc như vậy mới được, thì không có nên. Và cái thời gian thì đến đây cũng vừa đủ. Xin chia phước đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, nhất là trong cái mùa dịch bệnh này. Mong cho những cái phước lành nào mà quý vị đã tạo, nó sẽ là cái duyên để cho quý vị có đủ sức khỏe vượt qua, có đủ những cái phước báo để mà vượt qua những cái khó khăn, có sức khỏe vượt qua dịch bệnh. Còn nếu như cái trọng nghiệp nó đã tới, thì quý vị có được cái khả năng nhớ nghĩ đến cái phước báo mà quý vị đã tạo, lấy nó làm tư lương, lấy đó làm nơi nương tựa để đi đến một cảnh giới tái sanh tốt đẹp hơn, và nguyện cầu cho những ai tái sanh đã mệnh chung trong cái mùa đại dịch này, nguyện cho quý vị nhờ cái phước mà quý vị đã tạo, nó sẽ là nhân là duyên giúp cho quý vị dù tái sanh ở cái đời nào thì nó cũng là cái duyên để gặp gỡ chánh pháp, gần gũi chánh pháp, tiếp tục tu hành đi đến con đường giải thoát. Và nếu như quý vị đã đủ duyên đủ phước thì sớm ngày giác ngộ như là cái lời nguyện của chính quý vị. Mong cho tất cả được an vui.